Thưa quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FPNC Việt Nam. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 lại tiếp tục sụt giảm so với tháng trước. Đây cũng là tháng sụt giảm thứ tư liên tiếp của lượng khách quốc tế so với cùng kỳ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9 năm 2014, Việt Nam đã đón hơn 590.800 lượt khách quốc tế, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2013. Nếu so sánh với tháng trước, đà giảm của lượng khách quốc tế đã chậm lại, nhưng đây đã là tháng thứ tư liên tiếp lượng khách quốc tế có sụt giảm so với cùng kỳ. Trong đó, sự sụt giảm mạnh nhất là nhóm khách đến từ Lào và Trung Quốc, lần lượt giảm 12,8% và 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của những tháng đầu năm nay, nên số khách quốc tế đến Việt Nam tính chung trong 9 tháng đầu năm vẫn tăng 10,4% so với cùng kỳ, ước đạt hơn 6,1 triệu lượt. Dự kiến lượng khách quốc tế có thể tăng trở lại từ tháng sau, do bắt đầu vào đợt cao điểm của khách quốc tế. Năm nay, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón từ 8 đến 8,2 triệu lượt khách quốc tế. Sau gần một năm chuẩn bị, ngày hôm qua 28 tháng 9, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức được kết nối với lưới điện quốc gia sớm hơn 3 tháng so với dự kiến. Sau Cô Tô và Phú Quốc, Lý Sơn đã trở thành huyện đảo thứ 3 được xây dựng cáp ngầm xuyên biển để kết nối với hệ thống lưới điện quốc gia. Dự án được phê duyệt từ ngày 14 tháng 10 năm 2013, có chiều dài cáp ngầm hơn 26 km. Dự án này có mức đầu tư hơn 652 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực Miền Trung làm chủ đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn điện ổn định, phục vụ đầy đủ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân tại địa phương. Có mặt tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá dự án không những có ý nghĩa về đời sống kinh tế mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Lý Sơn. Huyện đảo Lý Sơn có khoảng 5.000 hộ dân với hơn 21.000 nhân khẩu. Trước khi có dự án này, người dân phải sử dụng điện luân phiên 6 tiếng một ngày. Chỉ trong vòng vỏn vẹn vài tuần cuối cùng của quý 3, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến hàng loạt dự án nhà ở được tung ra thị trường với đủ các phân khúc từ cao cấp đến bình dân, từ căn hộ chung cư đến đất nền, biệt thự, nhà phố. Phải chăng thị trường đã hồi phục và vì sao nhiều nhà đầu tư lại hồ hởi đến như vậy? Tại quận 7, ngay sau khi công bố mở bán giai đoạn 3 dự án Green Valley không lâu, thì giữa tháng 9, Phú Mỹ Hưng công bố tiếp cụm nhà mẫu của dự án khác, Scenic Valley, và dự án mới này sẽ được công bố chào bán từ tháng 10. Tại quận 2, ngoài một số dự án căn hộ đang sẵn sàng nguồn cung để bán như là The Easton, mới đây một dự án khác là Phố Đông Village, một dự án biệt thự nhà vườn cũng vừa được công bố vào ngày 28 tháng 9. Hiện tại, theo số liệu từ các hãng nghiên cứu và tư vấn bất động sản, chỉ riêng quận 7 và quận 2 chiếm đến quá nửa tổng lượng cung nhà ở trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, trên địa bàn các quận khác, hàng loạt chủ đầu tư cũng lần lượt công bố dự án mới hoặc mở bán tiếp các block khác của dự án. Như tại Thủ Đức, dự án Sunview Town của Đức Xanh trong trung tuần tháng 9 mở bán đợt cuối block Sapphire. Trước đó, chủ đầu tư dự án tuyên bố 100% căn hộ tại block Ruby của dự án này đã bán gần hết chỉ trong vài tháng mở bán. Và cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị để tiếp tục mở bán block tiếp theo. Tổng lượng căn hộ mà dự án này cung ra thị trường đến 1.600 căn, đó là khu vực phía Đông. Còn tại phía Tây Sài Gòn, tình hình thị trường cũng không kém phần sôi động khi một loạt các dự án mới cũng được công bố trong quý này. Ngoài dự án căn hộ đang mở bán của Nam Long là eHome 3 với tổng nguồn cung ra thị trường hơn 2.000 căn, nhiều chủ đầu tư khác cũng đang rục rịch công bố nhiều dự án đất nền nhà phố. Trong đó, gần đây nhất dự án Việt Phú Garden do công ty đầu tư xây dựng Bình Chánh đầu tư và dự án Tân Tạo Garden do công ty Huỳnh Thông phát triển. Trước đó, trong quý 2, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.500 căn hộ mới được chào bán trên thị trường, cao nhất trong vòng 3 năm qua. Hãng tư vấn bất động sản Savo Việt Nam dự báo trong quý 2 dự kiến có hơn 2.500 căn hộ tiếp tục gia nhập thị trường. Theo nhận định của Savo Việt Nam, có nhiều nguyên nhân khiến chủ đầu tư quyết định tung dự án vào thời điểm này, trong đó bao gồm sự hồi phục của doanh số bán và nhiều yếu tố thuận lợi khiến doanh số bán nhà liên tục tăng trở lại trong nửa đầu năm 2014. Ông Nguyễn Khánh Toàn, quản lý bộ phận nghiên cứu thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là lãi suất vay mua nhà đã giảm đáng kể và giá cả cũng hợp lý sau một thời gian dài thị trường trầm lắng. So với từ năm 2011-2012 thì mức lãi suất cũng giảm khá nhiều. Mức lãi suất giảm đã tác động đến thị trường bất động sản rất là tích cực theo hai hướng. Thứ nhất là với việc những người mua nhà hoặc có nhu cầu vay mua nhà thì lãi suất huy động giảm, dẫn đến lãi suất mua nhà giảm và đã tạo điều kiện cho họ có thể tiếp cận vốn vay mua nhà một cách tốt hơn. Theo số liệu công bố của hãng Cushman & Wakefield, doanh số bán căn hộ trong nửa đầu năm 2014 đã tăng mạnh đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái ở cả hai thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đặc biệt chỉ riêng trong quý 2 vừa qua, lượng căn hộ bán được tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 2.500 căn, nhiều hơn quá nửa tổng lượng căn hộ của cả năm ngoái và cao nhất trong cùng thời kỳ của 3 năm qua.
Một yếu tố nữa dễ nhận thấy đó là phương thức thanh toán mua nhà chưa bao giờ là linh hoạt và kèm theo nhiều ưu đãi cũng như là khuyến mãi cho khách hàng nhiều như hiện nay. Một số dự án mới tung ra trong thời gian gần đây cũng như các dự án tung ra các giai đoạn mới để bán trong thời gian gần đây thì xu hướng nổi trội ở đây là họ đã đưa ra những cái phương thức thanh toán rất là phù hợp và linh hoạt cho người mua. Điển hình có một số dự án họ đưa ra những phương thức thanh toán rất là hấp dẫn. Có thể người mua có thể trả từ 10 đến 20% trong giai đoạn đầu và phần còn lại họ có thể trả với họ có thể trả làm rất nhiều đợt. Đơn cử như một dự án gần đây họ đưa ra mức cái phương thức thanh toán là người mua chỉ phải trả khoảng 1% một tháng trong vòng 30 tháng. Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung đang khá dồi dào như hiện nay, bên cạnh tên tuổi, uy tín của chủ đầu tư, nhiều đơn vị còn cố gắng làm sao để tạo ra sản phẩm có nhiều lợi thế nhất có thể trên thị trường đang quá đa dạng nguồn cung. Phải nói rằng là cũng hơn 7 năm rồi, kể từ dự án Sky Garden, chúng tôi làm những căn hộ từ khoảng 70 mét vuông trở lên. Đến nay thì dự án Scenic Valley là sau thời gian là chúng tôi cũng thấy rằng cái nhu cầu của những bạn trẻ, của những cái gia đình mà bắt đầu khởi nghiệp sự sống, những cái cặp vợ chồng cần những cái căn hộ nó vừa phải với cái giá thành, tổng giá thành cũng tương đối để có thể là đáp ứng được một cái căn nhà mơ ước tại Phú Hưng. Thậm chí một số nhà đầu tư đã thay đổi chiến lược như là Novaland khi hàng loạt dự án mới mà nhà đầu tư này công bố như là Icon 56, quận 4, Galaxy 9, quận 4, Lucky Palace quận 6 nhắm vào khách hàng trẻ tuổi với giá khá cạnh tranh. Đó là những cái dự án mà có những cái căn hộ diện tích vừa phải, giá hợp lý, do đó tạo ra những cái giá trị những cái căn hộ khoảng từ 1 tỷ 3 cho đến 1 tỷ 6 thì như vậy cái lượng căn hộ được tiêu thụ rất nhanh. Và tiếp đà đó thì chúng tôi phát triển thêm các dự án ở quận 4, Icon 56 và Galaxy 9 ở đường Nguyễn Khoái. Thì đó là hai cái dự án đánh dấu những cái bước ngoặt mới. Đó là những dự án mà có vị trí rất chiến lược, rất gần với trung tâm. Thì cái lượng hàng tiêu thụ rất là nhanh. Có thể thấy trong vòng 3 năm qua, chưa bao giờ thị trường bất động sản lại sôi động đến như vậy. Khi lượng dự án mới công bố lẫn doanh số bán đều tăng mạnh sau một thời gian dài trầm lắng. Theo dự báo của các hãng tư vấn, dự kiến doanh số bán nhà ở và đất nền sẽ tiếp tục hồi phục trong nửa cuối năm nay. Thế nhưng vẫn còn quá sớm để kỳ vọng vào sự hồi phục hoàn toàn của thị trường bất động sản. Bởi hiện tại, doanh số bán chủ yếu vẫn đến từ phân khúc bình dân và những nhà đầu tư vốn đã có bề dày kinh nghiệm phát triển nhà ở và chiến lược kinh doanh dài hạn. Thị trường vẫn còn không ít dự án vẫn dậm chân tại chỗ và gần như bỏ không. Còn bây giờ, Minh Vi xin mời quý vị nghỉ giây lao ít phút trước khi đến với những nội dung đáng chú ý của phần cuối cùng. iPhone 6 không được người Việt Nam chào đón tích cực như dự kiến.